Cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang chi nhánh Phan Rang, các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình mỗi tuần một địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Trung Nam Group, đầu tư bền vững, xây dựng tương lai. Ngày 2 tháng 12, chương trình mỗi tuần một địa chỉ đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho anh Lê Thành Linh ở khu phố 11, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Mẹ mất khi anh Linh mới 1 tuổi, ba anh gà trống nuôi đàn con thơ, nên mấy chị em của anh chẳng ai được học hành đàng hoàng, lớn lên lập gia đình ai cũng làm thuê, làm mướn. Vì quá khó khăn, 7 tháng trước vợ bỏ đi lấy chồng khác, anh Linh lại trở thành gà trống nuôi con. Anh Linh một mình đi làm thuê, nhưng phải nuôi cha già và hai con nhỏ, nên gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Vậy mà 2 tháng trước anh lại phát bệnh suy tim độ 3, hay mệt, khó thở, chẳng làm được việc gì khiến cuộc sống rơi vào ngõ cụt. Hiện tại, con đầu của anh Linh đang học lớp 4, đứa sau học mẫu giáo. Cái con của anh đứa nào cũng ngoan hiền, học giỏi, nhưng có nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình khó khăn. Để giúp anh Linh có điều kiện chữa bệnh, sớm khỏe mạnh trở lại, lo cho hai con nhỏ và cha già, chương trình mỗi tuần một địa chỉ đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm hỗ trợ 36 triệu 500 ngàn đồng. Trong chương trình mỗi tuần một địa chỉ kỳ này, mời quý vị và các bạn đến thăm và chia sẻ khó khăn với gia đình bà Lê Thị Khiêm ở phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Con trai bà không may bị điện giật gây bỏng nặng, chi phí điều trị tốn kém, rất cần sự chung tay của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Mấy ngày đây, bà Kim khóc suốt, mất ăn, mất ngủ vì lo cho con trai đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Kim chia sẻ, vợ chồng bà năm nay đã gần 65 tuổi. Trước đây chồng bà làm phụ hồ, nhưng nay mắc bệnh khớp và huyết áp nên bữa làm bữa nghỉ. Bản thân bà phụ việc cho lò bún trong xóm, ngày kiếm vài chục ngàn. Hai vợ chồng chỉ có một người con trai duy nhất. Thương ba mẹ nghèo hay bệnh đau nên đã hơn 30 tuổi, con trai bà vẫn chưa lấy vợ. Anh làm thợ sơn kiếm tiền lo cho ba mẹ. Vậy mà cách đây 2 tuần, công trình bị chập điện khiến con trai bà bị giật, gây bỏng nặng gần 70%. Đau ruột cũng chứ hở mà không nhắc thì thơ hở mà thấy ai kêu cái nói kim kim chạy tới cái thế lướt hình lên cầu là cô thấy đó là cô cầm không được. Đau khổ lắm, giờ sống còn ở mình đó, đâu phải có con nhiều đâu, có hai cháu nữa, cũng biết có chồng nữa, có con nó thôi, hai ông bà già thôi, con hai đứa đâu,
Thì bữa giờ chú ông cũng ở đó, làm cơm từ thiện đồ ăn vậy. Thay mặt cho ban quản lý phố, tôi kêu gọi các cái đoàn thể chính trị xã hội là của phường cũng như các cái mạnh thường quân hảo tâm của các nơi trong tỉnh, ngoài tỉnh tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho cháu Trung để mà điều trị bệnh cho tốt. Con trai bà Kim bị bỏng nặng, phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất tốn kém. Mỗi ngày đóng từ 10 đến 20 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình bà Kim. Khổ quá, nó là lao động chính ở trong nhà. Mà bây giờ nó đi làm thì nó bị tai nạn điện ở trên Phước Thiện, Phước An á. Như người ta mới thấy chở xuống gấp chứ không thôi là cũng chết trên dây điện rồi. Nhờ kể ơn trên cũng ngồi hộ kể cho nó sống. Nó sống được ngày nào hay nấy, mấy đứa cô cháu đồ ở nhà dây đồ cũng phải đi xin, thím đồ cũng đi xin cho cháu. Thấy cái hoàn cảnh không chịu nổi nên phải đi xin những người mạnh thường quân á. Người ta cho như đưa nhiêu dịch giờ gõ cho mẹ nó. Thấy con trai của bà Kim không may bị điện giật, bà con hàng xóm đều xót xa, thương cảm và chung tay giúp đỡ. Tuy nhiên ở xóm nghèo ven đê sông Dinh, ai cũng khó, cũng khổ nên bà con lối xóm cũng không giúp đỡ được nhiều. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà Kim có điều kiện chạy chữa bệnh cho con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 02593 824206 hoặc 0949 965 339.